rồi, Minh Quân giỏi chưa? Dạ rồi. Rồi, Minh Quân cho cô bàn tay xô bàn ở bàn tay phải. Giỏi, tay trái con đâu? Một, cô hỏi tay nào giơ tay đó thôi. Rồi, tay trái. Tay trái. Giỏi, đúng rồi. Rồi, giờ con đưa cô tay phải nè. Cho cô biểu diễn số nha, cho cô ngón tay số 5. Ủa sao cô không biết số nào thì hay hả? Đúng rồi, chính xác. Xóa số, cho cô số 2. Chính xác, xóa số, cho cô số 4. Chính xác, xóa số, cho cô số 6. Số 6. Số 5, 6. Nè, 6, 5, con xóa số, 5, 6, một ngón thôi, nhớ chưa, số 6, anh đẹp trai, ừ. Rồi, xóa số, cho cô số 7, số 7, 5, 6, 7, 6, 7, đúng rồi, 7 thôi, rồi xóa số, xóa số, rồi cho cô số 8, số 8 con đâu, 5, giơ tay lên, 5, 6, 7, 8, số 8 mà, số 8 nhớ chưa? Chính xác, xóa số, cho cô số 9. Số 9 con đâu? Số 9 con đâu? À, số 9. Xòe hết bàn tay xinh đẹp của mình là số 9. Nhớ chưa? Ừ. Rồi, xóa số. Mình làm toán nè. Minh Quân có giỏi chưa? Giờ Minh Quân làm toán nha. Số 5, số 7, số 8. Cho cô số 2. Cộng 1. À, 2 cộng 1 thì bật ra thêm một ngón. Đúng. Con nghiêm túc, con ngồi ngay lại cho cô nè. 2. Cộng 1. Cộng 1 thì bật thêm một ngón. Con ngồi nghiêm túc lại. Mình đang có 2. Mình đang có 2. Cộng 1 thì con bật ra thêm một ngón. À, rồi bằng ba. Chưa, cô chưa nói bằng mà sao ra kết quả rồi. Trừ 2 cho cô. Trừ 2 cho cô. 1, 2, bằng mấy con? Chưa. Nè, giơ lại số 3. Giơ lại ngón tay số 3 cô coi. Rồi, trừ 2. Gặp xuống 2 ngón thôi. Bằng mấy? Ờ. Rồi, chính xác, xóa số đi, xóa số làm tiếp nè, xóa số làm tiếp. 1 cộng 2, con ngồi ngay lại đẹp trai mà, cộng 2 thì bật thêm 2 ngón nữa, con giỏi mà. Làm lại nè, con ngồi nghiêm túc, con nghiêm túc lại để không thôi ba mẹ thấy con vô lớp con học không nghiêm túc là ba mẹ giận con, ba mẹ buồn á. Ba mẹ không có vui, ba mẹ không có vui đâu. Giờ mình ngồi nghiêm túc, ngồi nghiêm túc lại. 1, giờ ngón tay, cộng 2 thì con bật ra thêm 2 ngón nữa. Cộng 2, nè, mình đang có 1, con đang có 1, không quan tâm tới cái ngón này. Con bật thêm 2 ngón, cộng 2 thì bật thêm 2 ngón nữa. Đúng, 2 ngón thôi con. Đúng rồi, chính xác. Bằng 3, giỏi. Rồi,